Có giòn không? Chắc là không giòn đâu. Mình đang nướng thịt heo này mọi người ơi. Mọi người thấy hấp dẫn không mọi người? Hello Lily, chào mọi người. Chào các đặc yêu đến kênh của Ray Nguyễn nha. Lâu lắm rồi mình mới được gặp các bạn. Mình nhớ các bạn nhiều lắm. Các bạn có nhớ mình không? Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thịt nướng nướng thịt trong Minecraft nha. Bắt đầu thôi nào các bạn ơi, nhanh chân thôi nào. Đầu tiên á, mình sẽ nhóm củi để nướng thịt đó mọi người. Mình sẽ vô kho lấy bếp củi ra đó. Sau khi đặt bếp củi ở ngoài á thì mình sẽ làm cái xiên xiên con xiên để xiên xiên nướng thịt. Sẽ đặt hai cái xiên ở đối xứng cái bếp lửa, đối xứng cái bếp củi đó, đặt 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 lên cao lên rồi. Mọi người nhớ đặt hai cái xiên là hướng đầu hướng ra ngoài nha mọi người. Sau đó mình làm cái gì tiếp ta? Mình quên bố đó rồi mọi người ơi. À đúng rồi, sau đó mình sẽ làm giá đỡ để nướng thịt nha mọi người. À, mình làm cái hai cái hình nhân gỗ để làm giá đỡ cái thịt nướng. Nó đặt hai bên cái hình nhân sao cho nó cân xứng nha mọi người thì mới nướng thịt được. Sau khi mình đặt hai cái giá đỡ cân xứng rồi đó, mình sẽ dùng piston đóng nó lại nha mọi người. Đặt piston hướng về cái hướng về phía bên hoặc là hướng về cái bếp lửa nha mọi người. Các bạn nhớ đăng ký kênh Ren Nguyễn để ủng hộ mình vào làm cái tập tiếp theo nha. Khi mình đóng cái hàng cái giá đỡ nướng thịt nữa, mình sẽ phá bỏ cái piston này đi vì nó không cần thiết nữa. Còn thiếu gì ta? Chắc mình nghĩ là còn thiếu cục thịt nạc thôi, nữa thôi là sắp hoàn thành rồi đấy. Ở cục thịt nạc đâu rồi cái gì? À nó đây rồi mọi người ơi. Tìm muốn lọt mắt luôn. Cục nạc nhiều mỡ. Sẽ đặt cục thịt chính giữa hai cái xương que này. Đặt vô thôi. Nhìn thấy hết nước chấm rồi, thơm quá mọi người. Giờ mình nướng khi nào thịt chín vàng và thơm là ăn được đó mọi người.
Chào tạm biệt mọi người nhé. Hẹn mọi người vào tập tiếp theo. Bye bye. See you again. Hẹn gặp lại mọi người.